chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao là một trong những mục tiêu phát triển kinh tế của huyện Tân Biên. Trong những năm qua, trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng với 199 trang trại trồng cây lâu năm và 22 trang trại trồng cây hàng năm. Mới đây, trên địa bàn huyện có thêm mô hình trồng thanh long ruột đỏ leo vàng và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự hiệu quả từ mô hình trồng thanh long ruột đỏ leo vàng ở huyện Tân Biên của phóng viên Đức Thịnh, Đài Truyền thanh huyện Tân Biên. Nhận thấy cây thanh long ruột đỏ có năng suất và hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với vùng đất ở địa phương, ông Nguyễn Văn Chạnh sinh năm 1961, cư ngụ ấp 3 xã Trà Dông, là một hội viên nông dân của huyện Tân Biên, đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng từ trồng lúa sang trồng thanh long ruột đỏ leo vàng và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Ông Chạnh cho biết, sau khi đi học hỏi về mô hình trồng thanh long ruột đỏ ở các tỉnh Long An và Bình Thuận, thấy cây thanh long dễ trồng, dễ chăm sóc và mang lại hiệu quả kinh tế cao, với quyết tâm đưa thanh long ruột đỏ trở thành cây trồng chủ lực, thay thế những cây trồng khác có hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2017, gia đình ông bắt tay vào xây dựng mô hình trồng thanh long ruột đỏ bằng phương pháp leo vàng. Phương pháp này khác phương pháp truyền thống, không chỉ tiết kiệm diện tích trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình thanh long ruột đỏ leo vàng còn tạo thuận lợi trong việc chăm sóc, vệ sinh vườn, thu hoạch và tránh được gió bão tốt. Bước đầu, ông đã mạnh dạn chuyển đổi 2 hectare lúa sang trồng thanh long ruột đỏ leo vàng. Ông bỏ vốn gần 500 triệu đồng, đầu tư đổ cột bê tông cao 1,8m làm trụ, mua ống sắt làm dàn, mua hệ thống tưới phun cho cả vườn thanh long và mua phân bón giống thanh long ruột đỏ về trồng. Từ khi trồng đến khi thu hoạch lứa đầu khoảng 14 tháng, thanh long ruột đỏ cho trái tự nhiên từ tháng 4 đến tháng 10 âm lịch. Đến nay, mô hình thanh long ruột đỏ của ông đã và đang cho hiệu quả kinh tế khá cao, năng suất bình quân 20 tấn một hecta một năm, với giá bán dao động khoảng 20.000 đồng một kg. Trừ chi phí đầu tư chăm sóc, một hecta thanh long ruột đỏ cho lợi nhuận khoảng trên 300 triệu đồng một năm. Đây là năm thứ hai vườn thanh long của gia đình ông Chạnh cho thu hoạch mới được 2 lứa và cứ mỗi lứa tiếp theo thanh long cho năng suất cao hơn. Theo dự kiến, vào năm thứ ba, thanh long của gia đình ông bắt đầu cho trái rộ, năng suất bình quân sẽ vào khoảng 40 tấn một hecta. Theo giá bán như hiện nay, trừ hết toàn bộ chi phí, gia đình ông vẫn thu lại lợi nhuận khoảng 700 đến 800 triệu đồng một hecta một năm. Một điều rất mừng là trái thanh long thu hoạch không phải đưa ra chợ bán lẻ, mà có bao nhiêu cũng không đủ để giao cho các thương lái thu mua. Thank you.
Trong quá trình trồng và chăm sóc, gia đình ông chủ động cắt tỉa nhánh phòng trừ sâu bệnh, làm sạch cỏ dại, hạn chế sử dụng các loại thuốc hóa học, thuốc bảo vệ thực vật cho thanh long, nhằm tạo ra những quả thanh long ruột đỏ sạch, chất lượng. Với phương pháp trồng thanh long leo vàng, sản lượng thanh long của gia đình ông Chạnh tăng từ 2 đến 3 lần so với thanh long trồng trụ và giá bán cũng tăng hơn nhiều so với cách trồng thanh long truyền thống. Lợi nhuận tăng khoảng 20 đến 30 lần so với trồng lúa. Thanh long ruột đỏ là loại cây ăn trái dễ trồng, dễ chăm sóc. Chỉ cần đầu tư giống ban đầu, sau đó có thể cắt cành dăm làm giống. Một năm thanh long ruột đỏ cho thu hoạch liên tiếp trong 5 tháng. Sản lượng tăng dần trong những năm tiếp theo. Và đặc biệt, tuổi thọ của cây thanh long bình quân từ 20 đến 25 năm tùy theo chăm sóc. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thông tin từ cơ sở kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.